Hello anh em nhé, lại là tôi đây. Và sau một thời gian khá là dài vì đua top của server Tem, thì ngày hôm nay con hàng King Neon này đã được nổ soát. Vì sao? Vì con này đứng là top 1 của cái sự kiện vừa rồi các bạn, sự kiện Noel và Tết Dương Lịch. Thì giải thưởng của nó khi anh em đứng top 1 thì đó chính là cái này. Đó, một quả trứng hỏa kỳ lân. Thì tôi nhớ là cái sự kiện lần trước năm ngoái ngân hàng cho con đấu sĩ Hà Lam ở bên server gộp ấy, xịt phần nâng cấp cơ ông, hơi đen. mãi nó không lên cấp 3, xong về sau chủ ạc là mấy viên nữa lại lên cấp 3, mấy trăm viên đấy. Hơi đen rồi. Đây, con hàng King Neon. Còn không lạ gì con này ở trên livestream của Đức rồi đúng không? Một con hàng có thể nói là cái số xu của nó có thể chơi game đến bao giờ mà game không còn được chơi nữa thì thôi. Top 1 đại gia xu 222 tỷ, đứng thứ hai là 9999p đạt 09, thần tài Việt Nam top 3, top 4 là top 1. Cái tên top 1 thì đứng top 4, tệ vậy. Rồi, không nam an nữa. Đây, hàng King Neon. Thì hiện tại em nó đang đứng ở top 4 cao thủ sau Bất Diệt, Zuka Bell, vô đối server Bất Diệt vượt top rồi này. À, nó Bất Diệt vẫn thấy mà. Rồi. Rồi. Thì clip này chủ yếu tập trung về cái sự kiện Noel và Tết Dương Lịch và top 1 thôi. Đó chính là lên hỏa kỳ lân cho em King Neon. Rồi. Không biết về tôi bỏ ra đất là có được sử dụng, bỏ ra đất có được không nhỉ? Tự dưng ngứa tay ấn nhầm quả bỏ ra đất thì đúng buồn cười. Nhưng mà chắc là fit được thôi. Yên tâm, chắc bỏ ra đất là xin được. Ok. Sử dụng nào. Rồi. Đây. Đây là con hỏa kỳ lân đây. Hỏa kỳ lân của đua top sự kiện vừa rồi đây. Đó. Rồi, các bạn thấy chưa? Và còn 3k đá thì tôi sẽ đi nâng cấp. Thì anh em đi nâng cấp thì anh em lại muốn dùng đá hỏa thạch cấp 1. Tôi mua khoảng tầm 100 viên đi. 100 viên là mất 1k đấy. Rồi, chúng ta sẽ nâng cấp thử xem. Nâng cấp thất bại. Uầy. Cái gì vậy trời? Đậu xanh. Hai viên ra rồi, hai viên nâng cấp 2 rồi. Hên vậy. Thì khi nâng cấp 2 đã biến hình tí tí. Gọi là biến hình thì còn cũng chả thấy to mấy, nó phải đến cấp 3 cơ. Để sau đó tôi sẽ đi sâu lại đồ con này cho các ông xem nó sẽ có những cái món gì. Cho nên là tôi chỗ này tôi sẽ làm hơi nhanh một tí, nhưng mà tôi chỉ sợ nó bấm nhanh quá, nó vào cái kia thôi. Đấy, bị ngay à. Không còn con hạc cái đơn hàng ngày nào vậy, lại phải a ra vào lại vậy, hơi buồn. King Neon server Hoa Lư. Một con hàng khá là ngon. Có thể nói là con hàng không thể chê vào đâu được.
tự dưng người tôi lại đâu 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 à, để nâng cấp thất bại vậy, nâng cấp thành công đi. Hơi đen không? Còn tôi vào hẳn trong gian hàng để tôi nâng cấp cho nó dễ. Hoạt kỳ lân cấp 3. Xong là tí tôi sẽ đi đọc cộng 15 này. Nâng cấp thất bại vậy. Không có thể nâng cấp mãi lên cấp 2 rồi. Vậy mà mãi nó không lên được cấp 3 không ạ. Xong chủ lạc phải làm thêm 200 viên nữa mới lên cấp 3. Để xem con này có được hên như thế không. Chúng ta đã mất khoảng 30 viên rồi. Thất bại vậy. Ơ kìa. Ơ. Ơ kìa, sao toàn thất bại vậy. Rồi. Đã xong. Vậy là chúng ta mất khoảng 40 viên. Nâng cấp từ cấp bao nhiêu? Đúng tròn 40 viên. Từ cấp 1 đến cấp 3 100 còn đúng 60. Công thấy tay tôi có thuộc dạng cũng hên hên không? Nhưng mà bây giờ còn thừa đá làm gì? Bây giờ còn thừa đá làm gì vậy trời? Không biết là ông chủ ạc ông muốn làm gì với cái món đá thừa này. Bây giờ tôi sẽ đi đập cộng 15 cho nó. Đây, con hàng hoặc lần cấp 3 đây, được chưa? Cho xịn xó con bò chưa? Ok, thì đập cộng 15 nhá. Ok chưa? Xịn chưa? Tôi sẽ đập đầu tự động đi. Vẫn còn luyện kim dược 40 này. Hay vậy. Đập lên cộng 12 đi. Cái mẹo đập đồ của tôi đó chính là tôi sẽ cộng, chỉ cộng lên cộng 12 thôi. Và sau đó tôi sẽ auto cộng lên cộng 15. Chứ tôi không đập cộng thẳng lên cộng 13 đâu. Nâu lắm. Đây, cộng 12 nó còn nâu như thế này. Thường khi đập đồ tôi sẽ cộng như vậy cho nó tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí. Wow. Sao lại không chạy? Bịp vậy. Cộng người mà sao lại đứng lại ở chỗ mình nữa, mình cộng 12 mà sao nó đứng lại ở chỗ cộng 10 ta? Nạ vậy. Rồi hoàn thành. Rồi để xem tôi auto xem được máy phát lên cộng 15 nhé. 1 này, 2 này, 3 này, cộng 15 này. Wow, tôi giật mình, tôi tưởng hết luyện kim dược cơ. Đậu xanh.
cốt hền, cứ thường là hết nhận kim dược. Rồi bây giờ tôi sẽ đi lên lấy ít đá thuộc tính đó. Để đập thuộc tính nhan cho em hoặc cái đơn nữa. Kìa không cài mã auto mua tay bao giờ. Mà chắc chẳng cần đâu, chắc cần 20 viên là đủ à. Ra mỗi xét tan 0.3 là xong. Thế thôi nhỉ. Yeah. Cần mỗi xét tan 0.3. Đùa. Cái gì vậy? Ông nào nói cho tôi xem biết là cái gì vậy? Bởi vì sao mà hoặc cái đơn nó sẽ không đập ra được 0.5 đâu các ông ạ? Bởi vì chỉ được 0.3 thôi. Mắc là 0.3 rồi. Đó. Rồi, công thấy chưa? Và sau đây là con hàng King Neon. Hôm nay tôi sẽ show lại thông tin chi tiết em nó cho các ông xem nó có thay đổi những cái gì. Mình có thể clip này sẽ khá là dài, nhưng mà các ông cứ chịu khó ngồi xem từ đầu đến cuối nhé, xem nó đã thay đổi những cái gì. Đầu tiên, một cái hành trang X3 xu thì vẫn là thế thôi, 202 tỷ. Một con hàng, một con đại bạch thử vừa nhận top sự kiện vừa rồi. Một con đương khang level 4 vĩnh viễn, con này mới lên, ông thấy chưa? Một con đại bàng siêu tiến hóa, tiên khí, tấn công né tránh. Một cái minh đao bút, ui, bút chỉ số thuộc tính ngon vậy. Một cái nguyệt ninh trượng, cái này sự kiện trung thu sao? Một cái áo mèo, tăng 10%. 10% tấn công, 10% phòng thủ, tăng HP, MP 5k, tăng 100% thuộc tính nan. Một cái mặt nạ cáo hạn, mặt nạ cáo đến ngày 17 tháng 1 cơ. Ủa, mai là hết hạn à? Cái này mai hết hạn này. Một cái áo bạch mi, giảm sát thương cuối 50%. Một cái phi phong bóng đá vật lý không khóa. Một cái áo xích cước, tăng 50% thuộc tính nan. Ám khí, tỷ lệ xuất hiện, tăng tấn công, phòng thủ, tăng HP. Một cái chổi xét vĩnh viễn, có hóa tuyết. Một cái mặt nạ bí ngô ngày. Một mặt nạ bí ngô vĩnh viễn thuộc tính nan. Một mặt nạ dạ xoa vĩnh viễn thuộc tính nan. Một cái áo nôi công, tăng 50% thuộc tính nan. Ám khí, tỷ lệ xuất hiện, tấn công, phòng thủ, tăng HP, MP. Hai áo đấu giá, các ông nhìn thấy quả hành trang này. Tổng trong đây là 4 cái áo, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Thì tôi thích bộ áo này thôi. Tôi chỉ thích bộ áo này thôi. Rồi, để tôi đeo phụ kiện lên. Rồi, chổi này, mặt nạ này, mặt nạ vĩnh viễn đi, mặt nạ ngày không tính. Rồi, hết rồi. Đây, toàn bộ ngoại trang của em nó đây. Để tôi thay sang con đương khang thì nó chạy chiến nhỉ. Rồi, thấy chưa? Em hàng King Neon. Rồi, đầu tiên là xác đồ xem em nó có những cái gì. Xong nhanh thôi nhá, tại vì clip này nếu mà sâu hết thì cũng khá là dài ấy. Một cái ngọc ma pháp 80, tấn công giảm ma 9. Xác đồ 0.7. Một cái áo tấn công giảm ma 9. Một cái nón tấn công giảm ma 9. Một cái quần tấn công giảm ma 9. Một cái giày tấn công cũng giảm ma 9. Một phi phong huyền vũ không khóa kháng thủy ma pháp. Một cái bút tấn công giảm ma 9. Một cái dây chuyền tấn công cũng giảm ma 9. Một cái nhẫn tấn công cũng giảm ma 9 này. Một cái nhẫn dưới cũng tấn công giảm ma 9 này. Một
cái găng tay tấn công giảm ma 9. Đó, một set đồ tấn công giảm ma 9. Một con rồng cấp 6, một con rồng cấp 5 trạng thái 3 trên 3, kỹ năng chưa học, tấn công phòng thủ, tăng XP. Rồi, ở set đồ đầu tiên tấn công giảm ma 9, mắc 21. Set thứ hai tấn công giảm vật 9, một cái áo tấn công giảm vật 9, một cái nón tấn công giảm vật 9, một cái quần tấn công giảm vật 9, một cái giày cũng tấn công giảm vật 9 nữa này, một phi phong huyền vũ vật lý kháng thổ, một cái bút tấn công giảm vật 9, một cái dây chuyền tấn công giảm vật 9, một cái nhẫn tấn công cũng giảm vật 9 này, một cái nhẫn tấn công giảm vật 9 này, một cái găng tấn công giảm vật 9. Rồi, một set đồ thứ hai tấn công giảm vật. Đây. Một cái bút 76 giảm ma giảm vật 9. Một cái quần giảm ma giảm vật 9 này, một cái áo giảm ma vật 9 này. Một cái ngọc ma pháp giảm ma vật này. À, một ngọc vật lý giảm ma vật chứ. Một set đồ vật lý giảm ma vật. Một cái giày giảm ma vật này. Một cái mũ, một cái nón giảm ma vật này, một cái găng giảm ma vật này, một cái dây chuyền giảm ma vật này. Ủa sao lại dây chuyền song phụng 70 à? Kìa, sao không nâng cấp lên kìa. Một cái nhẫn giảm ma vật này, một cái nhẫn giới giảm ma vật này, một set đồ 75 bỏ qua tấn công vật này, một set thú 75 mắc 21 bỏ qua tấn công vật này. Rồi, vậy là trong hoàng trang có một set đồ giảm ma vật, một set thú 75. Điều bất ngờ nó sẽ nằm ở đây nha các ông. Điều bất ngờ đây này. Thấy chưa? Một cái nhẫn tấn công 9 xuyên giáp 5 này. Một cái quần tấn công 9 xuyên giáp 5 này. Một cái bút tấn công 9 xuyên giáp 5 này. Một cái áo tấn công 9 xuyên giáp 5 này. Một cái ngọc tấn công 9 xuyên giáp 5 này. Một cái găng tay tấn công 9 xuyên giáp 5 này. Một cái nón tấn công 9 xuyên giáp 5 nữa này. Một cái giày tấn công 9 xuyên giáp 5 này. Một cái dây chuyền tấn công 9 xuyên giáp 5 này. Một cái nhẫn tấn công 9 xuyên giáp 5 nữa này. Đó. Đây là một set đồ tấn công 9 xuyên giáp 5 nữa này. Đây còn một set nữa này. Một cái nhẫn tấn công phản sát thương 9 này. Một cái nhẫn tấn công vật lý phản sát thương 9 này. Một cái quần vật lý tấn công phản sát thương 9 này. Một cái dây chuyền vật lý tấn công phản sát thương 9 nữa này. Một cái ngọc bội tấn công phản sát thương 9 này. Một cái áo tấn công phản sát thương 9 này. Một cái bút tấn công phản sát thương 9 này. Một cái giày tấn công phản sát thương 9 này. Một cái nón tấn công phản sát thương 9 này. Một cái găng tay tấn công phản sát thương 9. Một cái phi phong vật lý 80. Rồi. Có thể nói là con hàng Kingneon là một con hàng nhiều đồ chơi nhất của server Hoa Lư. Một con hàng có thể nói là khá là ngon. Không thể chỉ dấu được cái gì cả. Hai con pet. Mỗi tội thì nó hơi gì thôi, nhưng mà đấy, các ông thấy tiên khí nổ không? Đam tấn công đam chay 58k, phòng thủ 18k7. Sợ nhỉ. Này tôi cũng khá là hên khi nâng cấp con hỏa kế ân của con này lên. Kể ra cũng hay ấy, cũng hên đấy. Nhiều hôm tối đen lắm. Bây giờ tôi sẽ cho các ông xem cái phiên bản mà auto đổ sát của bên tem, không biết nó thế nào. Là phần mềm test thử thôi, chứ thật sự thì nhiều ông cũng tiện thể còn thời gian clip này thì tôi test cho ông xem. Chứ các ông mà giải dài quá thì bằng tiếng đấy. Ê, hoặc cái nó cắn con, hoặc cái nó cắn đau thật đấy.
nhá. Rồi sẽ test thử mấy con top 1 này. Ui ui, và phát mất bất tử. Và phát mất bất tử luôn kìa. Tôi sẽ đứng ở đây tôi chờ xem. Thì cái phiên bản này là phiên bản test thử thôi, tại vì nó cũng bình thường à, và đằng bịch tí nó vui thôi chứ còn cũng chả có vấn đề gì đâu. Thật sự thì con hàng King Neo này là con hàng khá là, nói chung là chủ là khá là tâm huyết. Vừa đấy, ô mất rồi. Ủa. Thanh niên chạy đâu rồi? Kìa kì vậy. Đi đâu rồi? Đang lan man bảo là chủ hàng là một cái hàng khá là tâm huyết với con hàng King Neon, nên 5 sắc đồ full max chỉ số, chỉ còn thuộc tính nan thôi, chứ còn chả thiếu cái gì đâu. Ơ à, mình vừa đấm chết con top 1 ở đây xong mà. Đi đâu mà kỳ vậy? Ở đâu ta? Ảo vậy. Đồ sai mất kết nối. Sao lại thế được nhỉ? Sao lại thế đây? Không nào giải thích cho tôi với. Tôi tưởng là đồ sát xong rồi nó phải gì nữa chứ. Ôi về đảng luôn này. Ok, thì clip của tôi đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau nha. Bye bye.